gặp nhà hôm nay đi về quê, đi ra ngoài bến xe Kim Trang mua vé về có Hồng Kông là 165.000 vé, từ bến xe miền Tây đi bến xe Hồng Kông. Giờ xe chạy ở chỗ một vé coi là lúc nào cũng không chẳng nếu xe một trang một khởi hành vào lúc 10 giờ từ bến xe miền Tây đi bến xe Hồng Môn. Thời gian siêu thông trên đường từ 4 giờ đến 4:30 thì qua thời tiết cho mặt cầu siêu thông trên đường với lưu trình dài 200 km, chúng ta sẽ ghé chạm những chuyến quốc lộ Quyền Cái Bàn đến Tiền Giang. Tại đây khách có 25 phút ăn uống nghỉ ngơi, sau 25 phút vui lòng có thể trả lại xe sẽ tiếp tục hành trình với bến xe Hồng Môn. Khi về tới bến xe Hồng Môn, công ty Phương Trang cũng cung cấp dịch vụ xe trục chuyển miễn phí cho khách tại các nơi như sau: Bốc Nốt, Hơi Long, Hơi Lai, Tây An, Nhân Dân, chợ Hồng Môn. Để đảm bảo không khí vệ sinh trên xe, vui lòng quý khách. Tới nhà cái mẹ nấu sẵn cho nồi nồi này rồi có quẹt chào ba à. Ba kìa ông nội chào ông ngoại chào ngoại. Ủa ăn được không? Dạ chưa ăn nữa. Ngon lắm á ba, ngon lắm. Cơm được không? Lá giấm, cái này là lá giấm nấu canh với lại cá điều hầu. Lá giấm. Dạ. Có hai nếp mắm nè, cây hành cây. Cái này lấy cái chén đi cho nó dừng nào. Dạ. Chén rồi đó. Có nguyên cái cây cây lúa luôn. Dĩa đi, dĩa. Hạt lúa luôn. Nó nước mắm rồi đó ba. Ôi. Chuột. Làm á. Ai bữa ấy. Thì đi quên luôn. Con. Đó. Bây giờ con. Đâu có chén đâu. Bây giờ con ăn. Ba thương lắm, ba thương hết con cháu luôn. Ta ngoại xuống kìa. Con kho quẹt này ngon. Mẹ mẹ mua cái tép mỡ riêng hả? Bây giờ mình hắn vô. Mua mỡ hắn rồi mới lấy cái tép mỡ kho khô. Cái này gì mà ăn ngon vậy? Ngon ngon. Dạ. Cái này gì mà ăn ngon lắm mà. Trời ơi coi kìa. Ông ngoại ơi đó là xa. Đây cơm ngon quá, đói bụng quá trời đói. Hồi sáng giờ con ăn có nửa ổ bánh mì á. Thôi. Dạ. Con chị Băng mời mọi người, mời cả nhà. Món này là xuất sắc nè. Nó dành chở ông ngoại kìa. Gì biết gì đâu. Hello mợ ba. Hello. Ủa lộn má. Hello má ba. Con ngồi vô đi không? Ăn
dài lắm. Thì ông kêu nó ở trển đi. Bà cũng ừ nên tin. Sắp xếp xe lên rước hết rồi, tự nhiên kêu không kêu về. Xong kêu rồi. Về tới nhà vui lắm luôn. Cái đó đáng lẽ mình bắt thang, mình cắt mấy cái bông, mấy cái cây, mấy cái trái nè vậy. Dạ. Để dưỡng sức nè. Dạ mấy dạ. Cắt đi chứ ai mà leo được nào, cái vừa mà leo không được nữa. Trời ơi, gặp cái ớt trái nhiều quá chị, trái nhiều nè. Cái trái ớt này là mình ăn nó xanh, nó giòn á, thơm á, kìa nó luồn luồn vô trong cái cây mai á, nó luồn luồn vô cây mai nó lên kìa. Trái chín là chim nó ăn nhiều lắm, mấy chú bồ câu cũng ăn nữa. Đợi chim ở đâu? Nó nhiều quá nè. Thấy mời quá. Như đọt tăng xa vậy đó. Nó đi rồi. Nữa, em mới phát hiện ra được một cái cây mồng tơi coi nè. Cái lá của nó lớn lắm luôn nha. Cái lá của kìa. To dữ lắm, to luôn, anh to hơn bàn tay của Diễm luôn á. Mà bị cái con gì ăn nhiều quá ha. Tốt lắm. Ok, ok. Cái lá trên đó nó lớn rồi kìa. Ngày mai hái lá này làm một nồi canh mới được. Ôi, hello. Hello bé Tiến. Đi đâu vô? Trời ơi nó còn nói. Không, nó không nhìn ngủ không? Đẹp không? Màu đẹp. Có một cây cốc là nó lớn lắm mà đang có trái nữa. Đang có trái mà nó có trái chín rụng nhiều quá hả? Chín cũng là cây em lấy cho em đi lượm cho nha. Đây đó, em đó nó kìa, đó kìa, đó kìa, đó kìa, đó cái trời luôn. Đó có cái chùm cắt nâu kìa. Cái cây lá giấm á, để nấu canh á, nấu canh ngon lắm. Lá giấm nè, bứt chừng 20 lá vô là nấu nồi canh ngon luôn á. Hồi nãy về cái mẹ nấu canh lá giấm ăn ngon dữ sợ. Bây giờ đi bắt ốc hương. Thay một em nè, nhiều dữ sợ. Ốc hương nhiều lắm luôn. Bao ra. Quá trời nhiều rồi. Mến chào cả nhà, video của Diễm đến đây là kết thúc rồi. Hẹn những video tiếp theo hết cả nhà ha.